tình sinh hoạt câu lạc bộ dân ca thôn một Đại Phong bắt đầu. Tổ quốc Việt Nam muôn vàn tươi đẹp, có đường xa như một lũy thép ở biển Đông, đã đổ bao xương máu mới giành được tổ quốc non sông. Biển trời đất Việt của con cháu lạc hồng hôm nay, đó là nội dung tổ quốc dân ca Bình Trị Thiên có anh trên đảo Tiền Tiêu sáng tác Đặng Ngọc Linh, do anh chị em trong hội người cao tuổi thôn một Đại Phong trình bày. Thank you.
đổi tự hào trang nghiêm dưới bóng cờ sao quân tình. Thank you.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Yeah.